Còn theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR Nguyễn Đức Thành, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ Trung lên cao, Việt Nam nên theo đuổi chính sách tỷ giá mềm dẻo. Theo đó thì Việt Nam nên phá giá tiền đồng so với đô la Mỹ, từ đây đến cuối năm mức giảm có thể là 2 đến 3% ông Thành đề xuất. Trước diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ Trung, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối diện với rủi ro lớn về tỷ giá, lãi suất và sự cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa Trung Quốc cụ thể khi chiến tranh thương mại nổ ra hàng hóa trung quốc vào mỹ sẽ bị chặn hoặc gặp khó khăn về giá hệ quả tất yếu là hàng trung quốc sẽ đổ dồn sang các thị trường khác việt nam là thị trường ngay bên cạnh lại có lợi về tỷ giá nên hàng trung quốc sẽ ồ ạt vào việt nam gây tổn thương cho nền kinh tế việt nam trước sức ép này việt nam sẽ buộc phải phá giá tiền đồng để cân bằng nhất định với đà suy giảm của đồng nhân dân tệ của trung quốc cụ thể việt nam có thể sẽ giảm giá tiền đồng so với đô la mỹ nhưng không giảm mạnh bằng đồng nhân dân tệ Ví dụ nhân dân tệ giảm 10%, Việt Nam đồng có thể giảm 5%, khi đó hàng Trung Quốc giảm đi nhưng không quá rẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đề xuất có thể làm mức giá Việt Nam đồng trong khoảng từ 2 đến 3% từ nay đến cuối năm trong bối cảnh đồng nhân dân tệ tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, nếu ngân hàng nhà nước chọn phương án này sẽ khiến các doanh nghiệp sử dụng đô la Mỹ gặp khó khăn. Ngoài ra, rủi ro sẽ đến đối với thị trường tài sản. Khi đó, thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, thị trường bất động sản có thể đi xuống mạnh hơn.